Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas, thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, tìm hiểu sâu tất cả những vấn đề mà quý vị đang quan tâm trên mạng xã hội và kể cả trên phần thời sự. Và chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại ở trên YouTube. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, dựa trên một số những cái tin tức ở trong nước và trên mạng xã hội, tôi có thể nói về một cái nghề mới ở Việt Nam. Tất cả các nghề ở Việt Nam và nếu mà ở ngoại quốc đưa vào đều dần dần biến thành nghề tống tiền và bánh vẽ hết quý vị. Tại sao tôi nói như vậy? Ok, thời gian gần đây thì cái vụ mà lùm xùm của vụ mua bảo hiểm của cô tài tử Ngọc Lan, thì quý vị đã thấy được là cái trò gọi là lấu cá vặt của những chuyên viên bán bảo hiểm ở Việt Nam như thế nào so với lại cái nghề bán bảo hiểm nhân thọ ở bên Mỹ. Nó có những cái quy tắc, quy định rõ ràng và những người làm về nghề này họ không thể vượt qua được. Còn ở Việt Nam chỉ cần bán được bảo hiểm nhân thọ là họ có thể làm tất cả mọi thứ, thậm chí che giấu, không nói rõ ràng trong hợp đồng vân vân và vân vân. Thì quý vị, cái việc này thì tôi đã có một cái livestream nói riêng về việc này rồi. Tuy nhiên, không phải chỉ có cái nghề bán bảo hiểm nhân thọ, mà tất cả các nghề khác mà khi mà nó du nhập vào Việt Nam đều biến thành cái nghề tôi gọi là cái nghề tống tiền. Quý vị, đều bị biến thành nghề tống tiền. Thứ nhất là, quý vị, ngoại trừ cái câu chuyện cô Ngọc Lan ra, thì thời gian gần đây đó, thì có hai sự kiện nó đang diễn ra tại Việt Nam. Thứ nhất là tình trạng mà một số người sử dụng TikTok, Facebook và YouTube để đi review những cái nhà hàng ăn uống ở Việt Nam. Và từ cái review này, họ kéo được một số khách và từ đó thì quý vị, nó biến thành cái nghề tống tiền cho họ. Tức là những ai mà họ tới mà họ review đó mà không có phong bì đưa trước, không có bao thư đưa trước thì họ sẽ review một cách tiêu cực, khiến cho nhà hàng đó mất khách mà còn bị chửi nữa. Quý vị, đây là cái nghề đang phổ thông tại Việt Nam. Thứ nhất là cái chuyện mà gọi là dùng cái nghề này để mà đi kiếm tiền và họ đục rất là nhiều tiền của các cái nhà hàng, kể cả một số những chợ búa khi họ tới họ review. Chưa kể những cái dịch vụ khác cũng bị họ tống tiền kiểu này nữa quý vị. Bên cạnh đó thì cách đây vài ba tuần lễ tôi nhớ không lầm thì có một cái cô nào đó làm TikTok lên và khoe rằng cô ta đi gạt tiền của những anh chàng nào mà chạy theo cái ảo hẹn cổ đi uống cà phê, đi ăn. Rồi sau đó cô xin một vài trăm ngàn để mà đi xe taxi hay là đi Uber hay đi Grabber về đó quý vị. Cuối cùng thì cô khoe là một ngày cô kiếm được mấy triệu bạc. Một ngày có thể cô kiếm được mấy triệu đồng tiền Việt Nam. Và cô sống phay phay lợi dụng cái lòng tin của người khác để mà trục lợi theo cái kiểu khôn vặt này đó quý vị. Đã có rồi. Và mới đây nhất là báo chí Cộng sản Việt Nam cũng có đăng là tình trạng mà đi ăn cắp những cái tin nhắn ở trên điện thoại để tống tiền người khác. Thì cái này thì nó đã xảy ra ở trong Việt Nam khá nhiều. Tức là dùng những cái, không biết là làm cách nào họ dùng những cái nhu liệu hay là những cái software gì mà họ có thể xâm nhập vào được trong cái số điện thoại của quý vị. Và rồi thì họ đánh cắp tất cả những cái tin nhắn đó và bắt đầu dùng những tin nhắn đó để tống tiền với người mà chủ cái điện thoại này. Quý vị, tình trạng này nó xảy ra tại Việt Nam rất là nhiều. Và gần như nó trở thành một cái vấn nạn lớn mà người dân Việt Nam bây giờ cảm thấy bất an. Tức là không còn cái gì mà họ cảm thấy được an toàn trong xã hội. Đi gõ cửa một cơ quan công quyền thì cũng phải phong bì. Đi bệnh viện cũng phải nộp phong bì. Rồi quý vị, mở cửa làm ăn buôn bán thì cũng bị tống tiền theo kiểu khác. Không bị tống tiền bởi đám công an hay phường đội ở địa phương, thì bị những tay YouTuber, những tay Facebooker hay là TikTok tới review rồi tống tiền. Quý vị, dường như cái nghề nào đi tới Việt Nam sau một thời gian hoạt động
thì nó đều thành một cái nghề tống tiền và bánh vẽ. Chưa kể là cái nghề, những cái nghề chuyên môn khác đã trở thành một cái thứ tống tiền còn hơn như vậy nữa, tức là bánh vẽ. Ví dụ quý vị hư một chiếc xe, ví dụ quý vị mang chiếc xe vào trong một cái tiệm sửa xe nào đó để sửa một cái bộ phận, thì nó vẽ ra thành nhiều bộ phận khác nhau rồi nó tính hóa đơn lên tới cao ngất trời. Quý vị, cái tình trạng mà vẽ vời của các chuyên gia trong Việt Nam cộng thêm cái nghề gọi là những cái nghề bên ngoài vào, nó biến thể thành một cái thứ tống tiền một cách gọi là trắng trợn tại Việt Nam. Nhưng mà người dân Việt Nam họ vẫn bị biết là như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị gạt. Cuối cùng vẫn bị gạt. Từ cái câu chuyện của cô Ngọc Lan cho tới chuyện mà một số những cái tiệm bán đồ ăn bây giờ sợ nhất là YouTuber với TikToker với lại Facebooker tới review. Lý do tại sao quý vị? Tại sao họ đã biết cái tình trạng bất an này, họ không đề phòng mà vẫn bị gạt? Câu trả lời cuối cùng là lòng tham. Chính lòng tham đã khiến cho họ dễ bị gạt. Và ở trong cái xã hội Việt Nam thì cái lòng tham là vô đáy. Cái lòng tham là vô đáy. Lâu lâu quý vị thấy báo chí đăng nhặt được của rơi trả lại. Nó được trở thành trường hợp rất hiếm hoi ở Việt Nam. Rất hiếm hoi ở Việt Nam. Tức là nhặt của rơi được trả lại là được đăng báo ca ngợi tùm lum hết. Là bởi vì cả một cái nền văn hóa trong Việt Nam bây giờ là tôi đã nói quý vị, tham lam và ích kỷ. Chính sự tham lam và ích kỷ này nó làm cho con người không thể tin tưởng nhau. Và chính sự tham lam ích kỷ này nó mới biến tất cả những cái nghề ở bên ngoài nước Việt Nam, nó là một cái nghề tương đối đàng hoàng, chững chạc, tốt, thì tới Việt Nam nó trở thành một cái hình ảnh rất xấu. Có thể nói rất xấu. Và nó, tôi nói với quý vị là cái Việt Nam, cái nền giáo dục của Việt Nam nó biến tất cả những cái nghề tốt ở bên ngoài trở thành nghề xấu. Từ cái nghề bán bảo hiểm và gọi là bán bảo hiểm nhân thọ ở bên này thì quý vị, về nguyên tắc nó là một cái nghề tốt, tại vì nó giúp cho người ta chuẩn bị được những cái hậu sự của mình, kể cả cái đường cho con cái mình mai này được đi học đại học. Nhưng mà khi nó tới Việt Nam thì nó biến thể thành một cái nghề mà dân chúng nhắc tới là chửi. Dân chúng nhắc tới cái nghề bảo hiểm nhân thọ là người ta chửi thề. Hết người này tới người kia lên là bị lừa gạt tùm lum hết. Đó, ngày hôm nay có thêm một số nghệ sĩ lên tiếng nó là bị gạt mua bảo hiểm nhân thọ. Tại sao một cái nghề tốt ở bên ngoài nó vào Việt Nam biến thành nghề này? Rồi quý vị, ở bên ngoài này thì người ta có nhiều cái sáng tạo từ khi mạng xã hội ra đời. Thì có những người họ làm cái nghề là họ thích ăn uống, họ thích du lịch. Họ đi tất cả các nơi để họ điểm những cái điều tốt nhất của cái nhà hàng đó, của cái chợ đó hay là của cái địa điểm du lịch đó để cho mọi người có thể biết được những cái điểm tốt của người ta để mà người ta tới, người ta ăn thử hoặc là người ta tới, người ta du lịch. Thì quý vị, nó tới Việt Nam một khoảng thời gian thì nó trở thành cái nghề tống tiền. Sử dụng cái review, tức là đi tới check in chỗ của người ta. Rồi quý vị thấy không, thấy ông chủ bà chủ mà đưa phong bì cho mình đó là bắt đầu nghĩ ra cách gọi là đưa những cái review rất tệ hại. Và cái nghề này quý vị, đó, cái nghề review ở bên Mỹ này đó, nó đi từ một cái yếu tố tốt, tức là người ta nói tới cái điểm tích cực, tức là những cái điều tốt của một cái nơi nào đó hay là của một cái cơ sở nào đó. Nhưng mà rồi những kẻ review thì nhân danh là nói thẳng, nói thật để sử dụng cái ngôn ngữ này nhằm tìm cách gọi là tống tiền đối với lại những cái cơ sở đó hay là những cái khu du lịch đó, và nó trở thành một cái tệ nạn ở Việt Nam. Cuối cùng quý vị, tôi đã nói quý vị là cái văn hóa giáo dục của Cộng sản bế tắc bởi vì nó mang tính chất tuyên truyền và nhồi sọ. Chính vì vậy mà nó khi bất kỳ một cái nghề nào nó tốt đẹp ở bên nào, tốt đẹp như thế nào ở bên ngoài, nó tới Việt Nam nó đều biến thể. Nó đều biến thể thành những cái nghề bị người người trong xã hội ở Việt Nam xem là một cái nghề lừa gạt, kể cả cái vụ bán hàng đa cấp. Ở bên Mỹ này thì cái vụ mà pyramid thì nó nhiều lắm rồi, người ta đã trải qua rồi quý vị. Nhưng mà trong Việt Nam quý vị, nói tới nghề bán hàng đa cấp là chúng chửi ngay. Ở bên Mỹ này có những người tham gia vào những cái đường dây buôn bán theo kiểu pyramid, nhưng mà họ cũng không có chửi, tại vì cái nghề đó cuối cùng làm phiền những người thân thôi. Pyramid là sao?
là quý vị phải đóng tiền membership, tức là tiền thành viên, để quý vị đại diện cho cái công ty đó bán món hàng ra. Rồi quý vị được phần lời ở trong đó. Thì quý vị thay bán hàng bán luôn cái quyền membership luôn, tức là cái quyền mà thành viên luôn, thì nó cứ chồng người sau lên người trước thành một cái hình giống như là kim tự tháp. Cuối cùng cái người trên đầu hưởng hết. Còn những người ở dưới á, là những người đóng tiền. Ở bên Mỹ nó gọi là pyramid. Sau này nó đổi thành networking. Nhưng mà nó cũng là một cái bản chất đó thôi. Thì quý vị, ngày xưa thì tôi nhớ cái lúc mà tôi mới qua Mỹ đó, thì cái vụ mà bán mấy cái giường Nhật á, mấy cái giường ngủ của Nhật đó, nó là cái hình thức này. Rồi sau đó ngành bảo hiểm nhân thọ cũng chơi cái kiểu pyramid này. Nhưng mà quý vị, người ta biết được thôi, chứ người ta không chửi. Tại vì ở bên Mỹ nó có những cái quy tắc và nó có những cái luật lệ giám sát rất chặt chẽ để bảo vệ cho thị trường tiêu thụ. Do đó, dù quý vị bán bất kỳ một sản phẩm nào, thì phải chịu sự chi phối của cái gọi là Consumer Report, tức là cái nơi mà bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ. Do đó quý vị, những người mà làm những nghề này đó, họ không vượt qua được cái lằn ranh đó. Họ không những bị phạt tiền, đôi lúc bị truy tố nữa. Tại vì bên Mỹ này luật lệ rất rõ ràng và cái việc mà bảo vệ cho người tiêu thụ là được họ maximize, tức là sử dụng tối đa để tránh tình trạng bị lừa gạt, bị tống tiền một cách vô ích. Nhưng bên Việt Nam thì nó không có. Bên Việt Nam hoàn toàn không có những cái cơ chế này. Do đó bất kỳ một cái nghề nào nó vô Việt Nam đó thì nó đều biến thể thành tầm bậy tầm bạ hết. Mặc dù ở ngoài này thì nó là những cái nghề tương đối là mình coi là một cái nghề hợp pháp đàng hoàng. Nhưng mà khi vô tới Việt Nam thì nó biến thể một là vẽ cho lên trời dưới đất. Nhất là cái ngành xây dựng, ngành sửa xe hay là mấy cái ngành mà thay phụ tùng cho người ta đó. Thì quý vị nó vẽ đủ kiểu hết. Cuối cùng ói tiền ra, nhiều khi số tiền quý vị ói ra còn hơn cả cái số tiền quý vị mua một chiếc xe mới hay là quý vị mua một cái máy mới nữa. Rồi kế đến là gì quý vị? Nó biến thành một cái nghề tống tiền vô lý. Bây giờ báo chí cũng tống tiền. Rồi bây giờ những kẻ làm YouTuber, Facebooker hay là TikToker cũng đi tống tiền. Nhất là cái ngày này xưa nay chỉ có đám báo chí nó làm thôi. Bây giờ một số những người làm mạng xã hội đi ra cũng tống tiền luôn. Ngày xưa thì quý vị, đám báo chí nó chuyên môn gọi là mượn danh nghĩa là chống tham nhũng hay mượn danh nghĩa là phản ảnh tiêu cực. Nó đăng một bài, nó nhấp lên một bài để cho đối tượng của nó sợ mang tiền tới chồng. Thì nó rút bài đó xuống hoặc là nó không đăng nữa. Còn không mang tiền tới thì nó dến thêm 2-3 bài nữa là tự nhiên nhân vật đó bị công an chú ý. Thì quý vị, cái nghề tống tiền của báo chí Việt Nam nó nằm trong cái giới báo chí thôi. Nhưng bây giờ cái nghề đó nó lan rộng ra ở ngoài xã hội. Tức là bất kỳ ai làm Facebook, làm TikTok hay làm YouTuber đều có thể sử dụng cái này để tống tiền hết. Thì quý vị, nhất là cái nghề đi review đó là gần như là bây giờ nó trở thành một cái nghề kiếm ăn của một số người làm nghề mạng xã hội rồi. Bên cạnh đó quý vị, sử dụng cái mạng xã hội để lừa gạt người khác. Rồi chưa kể, nhiều nghệ sĩ lên quảng cáo một cách vô tội vạ cho những cái sản phẩm mà chính bản thân của họ không dùng, chính bản thân của họ không biết. Thì tình trạng này tôi nghĩ rằng quý vị đã đối diện rất nhiều và đã nhìn thấy rất nhiều trong cái xã hội Việt Nam. Thì cái lý do mà tôi giải thích duy nhất cho quý vị, thứ nhất là cái chế độ cai trị. Cái gốc vấn đề vẫn là cái chế độ cai trị. Vì cái quyền lợi cai trị, nó đẩy cả cái ngành giáo dục, cả cái ngành báo chí vào làm công cụ tuyên truyền cho họ. Cho nên nó không có đem lại một cái giá trị gì về kiến thức, cái giá trị gì về nhân cách sống của con người cả. Và chính điều này, nó đã là tạo ra những thế hệ mới từ thập niên 90, 2000 cho tới trở lại đây. Quý vị, nó lao vào cái cuộc sống chỉ biết có tiền là trên hết. Chỉ cần cái gì mà biến thành tiền là nó sẵn sàng làm. Do đó quý vị, nó đẩy con người vào cái cuộc sống đồng tiền lớn hơn tất cả mọi thứ. Đồng tiền lớn hơn các bạn. Mở miệng ra đó quý vị, là chưa kịp nói câu gì hết, là câu đầu tiên tiền bạc rồi. Tiền bạc rồi. Ngay cả những người Việt ở bên đây về thăm thân nhân, đầu tiên cũng là tiền bạc rồi.
quý vị thử không chi một đồng nào trong vòng 24 tiếng đồng hồ coi, thì chả có ma nào tới kiếm quý vị hết. Nếu quý vị về Việt Nam chơi, trong một ngày mà không chi ra một đồng nào hết, đứng im coi người ta làm gì đó, thì quý vị sẽ thấy được cái phản ứng một cách gọi là lạnh nhạt vô tình của những người thân của quý vị. Bởi vì nó biến cả một cái xã hội, nhất là cái giai đoạn này. Cái giai đoạn mà không ai kiếm ra tiền, thì đồng tiền nó càng trở nên to lớn hơn bất kỳ một cái nào khác. Và vì tiền, người ta làm đủ mọi thứ. Kể cả lừa gạt người thân, lừa gạt người trong gia đình. Chứ đừng nói tới người ngoài. Và chính cái này, nó làm cho người dân trong Việt Nam sống bất an. Bất an ở chỗ là bất kỳ một vấn đề nào xảy ra, họ hoang mang. Họ không biết thiệt hay giả. Họ không biết phải xác nhận nguồn tin ở đâu. Họ không biết làm cách nào tìm hiểu thông tin. Và rồi cái lòng tham của họ cũng che lấp luôn những cái suy nghĩ được xem là bình tĩnh này. Cuối cùng bản thân họ bị gạt. Bản thân họ bị gạt rồi sau đó một vài tháng hay một vài năm sau đó họ mới tri hô lên. Quý vị, tất cả những nghề đàng hoàng vào trong Việt Nam đều biến thành nghề bất lương. Là do con người mà ra. Mà con người là do giáo dục mà ra. Mà giáo dục đó lại xuất phát từ những kẻ không có giáo dục nắm quyền. Cộng sản xuất thân là nghèo đói. Do đó, khi nắm quyền bằng bạo lực, họ không có đủ tri thức để quản trị cả đất nước. Và cứ họ tìm đủ một cách để duy trì cái quyền lực cai trị. Họ sử dụng bạo lực để đàn áp những tiếng nói khác. Nhưng họ lại không biết xử lý hay là giải quyết những vấn nạn trong xã hội. Và họ thả như vậy. Và dần dần nó từ một cái chuyện nhỏ, nó biến hóa thành cái chuyện lớn, rồi nó biến hóa thành một cái kiểu khác luôn. Nó giống như một con vi khuẩn. Con vi khuẩn khi nó vào cơ thể của một cái động vật nào đó, nó biến thể thành một kiểu khác. Nó vào cơ thể con người, nó biến thể thành một kiểu khác. Nó vào cơ thể con heo, nó biến thành một cái loại vi khuẩn khác. Tức là cái thiếu khả năng, không đủ trình độ, do nên nó thả lỏng tất cả những chuyện này. Nó chỉ tập trung giữ quyền lực mà thôi. Chính vì vậy mà xã hội Việt Nam trở nên băng hoại. Bất kể cái nghề nào được xem là đàng hoàng ở bên ngoài, về tới Việt Nam đều trở thành nghề bất lương. Kể cả những cái nghề chuyên môn cao, ví dụ như là ngành thẩm mỹ. Ngành thẩm mỹ là cái ngành được xem là có chuyên môn cao, bác sĩ phải tốt nghiệp đàng hoàng. Nhưng ở bên Mỹ thì luật lệ gay gắt, khó khăn. Họ phải tuân thủ nghề nghiệp. Họ phải tuân thủ luật lệ quy tắc. Do đó họ không làm bậy được. Làm bậy là mất bằng, thậm chí là tán gia bại sản và đi tù. Nhưng khi về tới Việt Nam, thì quý vị, đồng tiền chi phối tất cả. Do đó họ làm lỡ làm sai, làm bậy, lỡ tay một cái, họ có thể vượt qua được, bởi vì họ chi chút đỉnh tiền thôi là có thể che lấp tất cả những cái tội ác, những cái sơ sẩy, những cái khuyết điểm của họ. Thì quý vị, do đó tất cả những nghề tôi nói đàng hoàng ở bên ngoài, tức là ở những quốc gia bên ngoài Việt Nam đó, nó là cái nghề đàng hoàng, thì tới Việt Nam nó đều biến thành cái nghề bất lương và tống tiền. Sau một vài năm nó xuất hiện tại Việt Nam. Đó quý vị thấy, khi mà làm YouTube, làm Facebook, làm TikTok, khởi đi là cái hứng thú muốn tiếp xúc với mọi người. Ở ngoài này quý vị, ở ngoài này vẫn có nhiều người làm giống như tôi. Nhưng mà mình có sử dụng nó để tống tiền ai không? Mình có sử dụng nó để mà uy hiếp ai không? Không có. Mình nói lên quan điểm của mình nói lên cái nhìn về xã hội của mình. Và mình nói lên những cái gì đang xảy ra xung quanh. Để mình nhận định đúng sai. Còn trong Việt Nam thì cái nghề TikTok, cái nghề Facebook và cái nghề YouTuber nó biến thành cái nghề bất lương tống tiền. Nó biến thể như vậy. Là bởi vì từ cái xã hội đó mà ra. Từ cái xã hội đó mà ra, mà cái xã hội đó là do cái nền giáo dục. Và giống như tôi nói đó, tôi đã nhấn mạnh quý vị rất nhiều lần. Và cái nền giáo dục đó nó bắt nguồn từ cái kẻ cai trị, nó khống chế ngành giáo dục. Nó định hướng ngành giáo dục, cho nên gần như là cuộc sống người dân ở Việt Nam, thứ nhất là bế tắc hoàn toàn. Tới đâu hay tới đó. Chính vì vậy, buổi chiều quý vị vẫn thấy quán nhậu đông là như vậy. Thứ hai là do bế tắc và do cái xã hội nó đẩy vào cái việc gọi là coi trọng giá trị của đồng tiền trên hết. Cho nên họ sẵn sàng đạp lên nhau mà sống.
họ sẵn sàng đạp lên nhau mà sống, đạp lên nhau để vượt lên. Thì quý vị, cái xã hội nó cứ từ thế hệ này qua tới thế hệ khác, tức là từ thập niên 90, 2000 cho tới bây giờ, thì quý vị, nó trở thành một cái điều rất bình thường. Tức là đạp người ta xuống để đội mình lên là một chuyện bình thường đối với họ. Đương nhiên trong xã hội ở bên ngoài, những người con người như vậy dễ bị xa lánh lắm. Ở xã hội Mỹ hay là xã hội của Đài Loan hay Nhật Bản hay Nam Hàn, những con người như vậy dễ bị người ta xa lánh lắm. Được một thời gian là họ tự cô lập lấy. Nhưng ở Việt Nam nó là chuyện bình thường. Và họ sống với nhau bằng cách này. Kể cả người thân trong gia đình luôn. Người thân trong gia đình cũng sống với nhau bằng kiểu này luôn. Tức là bất an và không tin tưởng lẫn nhau. Bất kỳ một cái gì cũng lấy tiền làm thước đo chính thức để đặt niềm tin. Giá trị của gia đình, giá trị của tình bạn, giá trị của tình anh em trong nhà, nó biến mất hết. Nó sử dụng giá trị của đồng tiền để đánh giá mức độ khả tính, chứ nó không căn cứ vào cái giá trị nhân cách con người nữa. Đây là những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Và do đó quý vị, đừng lấy làm lạ tại sao cùng một ngày đó, ở hải ngoại hay ở bên ngoài nước Việt Nam, người ta làm kiểu khác. Mà khi vô tới Việt Nam, sau một khoảng thời gian, nó biến thể, nó trở thành một kiểu khác. Nó tự nhiên tất cả những nghề đàng hoàng, nó biến thành nghề bất lương, rồi thành tống tiền hết. Kể cả ngành báo chí, kể cả ngành chuyên môn, và kể cả cái ngành mới bây giờ là ngành dùng Facebook, dùng TikToker, dùng YouTube để làm công cụ đi kiếm tiền. Và khi trở thành công cụ kiếm tiền, họ bất chấp mọi thứ. Đó, quý vị thấy cái đám tang của Vũ Linh á, nó bất chấp mọi thứ, nó trèo lên mộ của người khác luôn. Không còn biết cái giá trị về cái tâm linh như thế nào, không còn biết giá trị, mở miệng ra nó, chúng tôi là khán giả. Tới mức mà Thanh Điền nói, chúng tôi không cần những thứ khán giả này. Thì quý vị, nội cái này không là quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Một cái xã hội bế tắc hoàn toàn. Khi mà giá trị đồng tiền nó được xem là cao như cao hơn tất cả những giá trị khác. Và chính điều này nó đẩy giới trẻ vào Việt Nam ở trong một cái hoảng loạn. Hoảng loạn tức là bế tắc, không có cái đường hướng phát triển và lăn mình vào kiếm tiền và kiếm cỡ nào, kiếm càng nhiều càng tốt, bất kể cái hành động kiếm tiền đó đúng hay sai, hợp pháp hay không hợp pháp. Và nó gần như là vào cái tâm trạng bế tắc, không biết mình phát triển về đâu, không biết mình đi về hướng nào, cũng không biết là cái xã hội này đẩy mình đi về phía nào. Đó là cái tâm trạng chung của giới trẻ trong Việt Nam. Những giới trẻ mà biết suy nghĩ, lên internet đọc nhiều, sống thầm lặng, họ dần dần họ nhìn ra, thì họ tìm đủ mọi cách họ rời khỏi khu vực đó. Họ rời khỏi chỗ đó, họ đi kiếm một cái vùng đất khác. Còn đa số còn lại là chạy theo những cái thú vui để quên đi cái bế tắc hiện tại. Từ game online, ăn nhậu, karaoke, cho tới việc sử dụng những chất cấm là để quên đi cái hiện trạng bây giờ. Hay là chạy theo những thần tượng K-pop, hay là thần tượng của tài tử của ta, của Ấn Độ, của Thái Lan, để tạm thời quên đi những cái bế tắc mà họ phải đối diện. Do đó quý vị, nhìn từ bên ngoài vào, quý vị sẽ không thấy được một cái hướng phát triển nào hết. Quý vị sẽ không thấy được một cái tương lai nào cho giới trẻ trong Việt Nam hết. Và tình trạng này kéo dài thêm vài thế hệ nữa quý vị, thì coi như là cái sự băng hoại này nó lên tới tột đỉnh. Lên tới tột đỉnh tức là lúc đó giữa con người và con người, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em trong nhà, nó không còn tin nhau nữa. Không còn tin tưởng nhau bất cứ một điều gì nữa. Và tất cả đều đem tiền làm giá trị, là cái thước đo chính. Quý vị, cái xã hội như vậy thì đương nhiên quý vị, nhiều con người sẽ lao vào cái guồng máy đó, sẽ lao vào cái dòng xoáy đó, và cuối cùng họ không biết được những cái giá trị khác. Trong khi bên ngoài, người ta vẫn coi trọng cái giá trị của gia đình, người ta vẫn coi trọng cái giá trị của tôn giáo, người ta vẫn coi trọng cái giá trị của xã hội.
Còn trong Việt Nam bây giờ tất cả những giá trị này biến mất hết. Tất cả những giá trị này biến mất hết. Nó chỉ còn lại cái giá trị của đồng tiền thôi. Và chính điều này nó lại càng kích thích nhiều kẻ đi làm những cái nghề này lắm. Thì quý vị, chính giá trị đồng tiền nó biến tất cả mọi cái nghề tốt lành nhất ở bên ngoài tới Việt Nam trở thành nghề bất lương là như vậy. Từ ngành y khoa, ngành luật cho tới ngành chuyên môn, tất cả đều biến thành ngành bất lương hết. Ở trong Việt Nam, quý vị nói cho tôi nghe, ngành nào mà giữ được cái lương thiện đây? Ngay cả tôn giáo ở Việt Nam bây giờ cũng thành một cái nghề bất lương. Đó, chùa chiền xây cho cố xác rồi thầy chùa suốt ngày là cứ ép tín đồ là phải đóng tiền này đóng tiền kia đó. Rồi thậm chí là những cái gì ở trong chùa đều bán được hết. Đều biến thành tiền hết. Ngay cả tôn giáo cũng biến thành cái công cụ kiếm tiền luôn. Thì quý vị thấy rõ là gì quý vị? Ở trong Việt Nam không còn một cái nghề nào được gọi là nghề lương thiện cả. Mặc dù những cái nghề đó bên ngoài nó là một cái nghề lương thiện. Nhưng khi tới Việt Nam một khoảng thời gian thôi, ngắn hay dài thôi, thì nó biến thành nghề gọi là bất lương hết. Và đây là cái giá trị quý vị đang sống trong Việt Nam. Ở bên ngoài này thì nó khác xa lắm. Ở bên ngoài này nó khác xa lắm. Quý vị thấy các cơ sở tôn giáo ngoài này nó không giống như trong Việt Nam. Đây là những cái nghề mà tôi vừa nói lúc nãy. Nó không giống trong Việt Nam. Nó vẫn được sự tôn trọng tối thiểu của mọi người. Nhất là tôn giáo. Tôn giáo là cái nơi mà chiếm vị trí gọi là cái hàng đầu trong cuộc sống của người dân ở bên ngoài. Giá trị tôn giáo, giá trị gia đình là hai giá trị không thể thiếu được. Nhưng mà tôn giáo tới Việt Nam nó cũng biến thành một cái nghề bất lương kiếm tiền. Rồi quý vị, những nghề khác cũng vậy. Rồi chính trong gia đình cũng không tin tưởng nhau. Bắt đầu sống là phải thủ, tức là phải đề phòng. Người này đề phòng người kia đề phòng người nọ. Quý vị, xã hội này là cái xã hội tôi nói là, nếu mà nói một cách lịch sự, tôi nói là một cái xã hội không còn cái niềm tin giữa con người và con người. Nhưng nói một cách thẳng thắn, đó là một cái xã hội rất băng hoại. Nó đi tới gần như là bắt đầu cực điểm của sự băng hoại rồi. Và chính cái này nó phá nát toàn bộ cái sự phát triển của Việt Nam, nó phá nát toàn bộ cái tài sản của Việt Nam và nó phá nát tất cả những cái thế hệ kế tiếp của Việt Nam. Do đó, quý vị đừng lạ khi mà quý vị gặp những cái câu chuyện này ở trên mạng xã hội hay là trên mặt báo chí. Bởi vì cuối cùng cái gốc vấn đề tôi vẫn nói với quý vị, cái đảng cai trị. Cái gốc vấn đề vẫn là do cái đảng cai trị. Chừng nào cái đảng cai trị đó bị bấn gốc đi thì người dân Việt Nam mới có một cái cửa thoát khác. Cửa thoát về kinh tế, cửa thoát về nhân cách con người, cửa thoát về ổn định trật tự xã hội. Còn nếu không quý vị, nó sẽ tiếp tục băng hoại. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!